Nhớ năm tôi 9 tuổi, hôm đó đi học về, vừa bước vào trong nhà thì thấy mẹ đang dọn đồ. Tôi chưa hiểu chuyện gì, liền tiến đến gần hỏi. Chúng ta sắp chuyển nhà hả mẹ? Mẹ thở dài, chuyển đi đâu, nhà mình sẽ đến thăm chú hai ở trên thành phố một thời gian thôi. Mau vào phụ tao phân loại quần slip Doraemon và Hello Kitty của ba mày cho nhanh để còn đi sớm. Nghe được điều này, cả người tôi nâng nâng như chơi vitamin, quên hết lời mẹ mà chạy thẳng ra ngoài để đi khoe với lũ bạn. Này chúng bay, kể từ ngày mai tao sẽ chuyển nhà, chính thức là dân thành phố đó nha. Không nằm ngoài dự đoán, đứa nào đứa ấy đều trố mắt kinh ngạc. Vị thế của tôi trong lòng chúng nó chắc chắn cũng đã tăng không ít. Ánh mắt ghen tị của lũ bạn đổ dồn vào tôi như uy mưu thành khát oai phu của chúng nó vậy. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Thời gian hạnh phúc trôi qua nhanh chóng, tới chiều về nhà thì thấy ba đã giúp mẹ phân loại xong quần slip. Bữa tối hôm đó, trong lúc ba mẹ vẫn đang phân vân chưa biết nên mang quà gì thì tôi vì vui quá mà không kiểm soát được cơ đít, lỡ đánh một quả giấm rõ to làm hai người đều trố mắt kinh hồn. Ba đùng đùng tức giận, chỉ vào mặt mà quát. Ngày mai ở nhà chú thì liệu mà sử dụng cái phao câu, đừng làm ba mày xấu hổ. Nói rồi ông còn tặng kèm thêm phát và trời giáng nữa. Nhìn ba mày mà học tập đây này. Vừa dứt lời, ba tôi liền chuyển sang tư thế xe bò rồi ầm ầm oanh tạc thứ chất độc hóa học thẳng vào mặt mẹ. Theo ba miêu tả thì đây chính là cách thả giấm của những con người lịch sự. Ngày hôm sau, chú hai lái một chiếc ô tô đến rồi gói ghém cả nhà tôi quăng lên xe. Xong xuôi mới bắt đầu nổ máy, chở ba con heo về thành phố. Lúc đến nơi thì cũng là buổi trưa, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Gia đình cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Ây da, chú chu đáo quá. Nhưng trong lúc mọi người đang tay bắt mặt mừng thì bên dưới tôi lại tán loạn. Trên xe đã lỡ ăn rất nhiều khoai lang rồi nên bây giờ cơ đít đang sắp không chịu nổi. Rất may tôi đã nhớ lại hôm qua được ba chuyển cho bí kíp thả giấm lịch sự. Nhìn qua nhìn lại, nở một nụ cười tự tin rồi vào cho chú hai một phát. Cả căn phòng trở nên im lặng. Ông chú quay sang tôi đầy kinh ngạc. Quần què gì vậy, nhóc bị động kinh hả? Tôi cũng không do dự nữa, liền bảo cho chú thêm hai phát nở đom đóm mắt. Chú hai chưa hiểu chuyện gì, đơ vãi người ra thì lại bị tôi vả cho phát nữa. Nhìn ba mày mà học tập đây này. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, tôi chổng mông lên rồi liên tục oanh tạc những quả B52 ra ngoài. Tạo cho chú hai ở cạnh một quả đầu không thể chất chơi hơn. Sau 3,14 phút thì cuộc bắn phá kết thúc. Tôi thoải mái ngồi lại vào bàn ăn nhưng ba ở bên đã không kiềm chế được, đùng đùng nổi giận. Liền ném chiếc bát đang ăn dở thẳng vào mặt tôi. Chẳng lẽ mình chưa đủ lịch sự hay sao? Lại đành phải thực hiện lại hai lần nữa. Nhưng khuôn mặt của ba vẫn không thay đổi, nổi trận lôi đình mà lao xuống gầm bàn, đạp cho tôi một phát quạt cước ra ngoài. May mắn được chú hai can ngăn kịp thời, nếu không thì khéo hôm nay sẽ là ngày dỗ của tôi rồi. Đến cuối cùng, không hiểu tại sao, mà chú hai lại tự nhiên phải ăn đám dỗ cụ cố một ông bạn của em vợ bác Sáu nên nhà tôi phải đi về sớm. Trước khi đi còn tặng gia đình chúng tôi một hộp xoài. Còn ba cũng móc từ mông ra mấy củ khoai lang đáp lễ. Trên đường trở về nhà, cứ nghĩ rằng uy danh của mình sẽ bị hạ thấp. Nhưng tôi đâu biết rằng ngày hôm đó ăn xoài đã bị cu chó nhìn thấy. Thế là chỉ nửa ngày sau, tin đồn tôi được ăn cước thành phố đã lan khắp 36 phố phường. Thậm chí lũ bạn còn hâm mộ tới mức mang những cục cước ngon nhất của nhà đến tặng cho tôi. Like và theo dõi ngay để mở khóa tập tiếp theo vào ngày mai.